Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Toku VN Media Team. Tạm gác lại các dòng sản phẩm từ Toku Sasu, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một dòng sản phẩm mà đã lâu lắm rồi nhóm chúng mình chưa đề cập đến, đó chính là dòng Replica. Và sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta đó là Replica Ninjirin So đến từ series anime Kimetsu no Yaiba, hay với tên tiếng Việt là Thanh Gươm Diệt Quỷ. Nếu các bạn là fan anime thì hẳn đã khá quen thuộc với series nổi tiếng này rồi đúng không? Nhưng hãy để bọn mình sơ lược lại một chút nhé. Thanh Gươm Diệt Quỷ là câu chuyện nói về cuộc hành trình của Kamado Tanjiro sau khi gia đình cậu bị một con quỷ sát hại, đồng thời để lại lời nguyền hóa quỷ lên người em gái sống sót duy nhất của cậu, thì Tanjiro đã lên đường tìm kiếm tung tích của con quỷ này. Số mệnh sắp đặt đã đưa cậu vào con đường trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ, mang trên mình trọng trách giải cứu em gái cũng như trả thù cho gia đình. Cậu đã đồng hành cùng các trụ cột và những người bạn của mình đưa thời kỳ của quỷ đến hồi kết. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với sản phẩm lần này nào. Đầu tiên là về phần hộp. Sản phẩm lần này là một thanh kiếm, nên hộp được thiết kế khá thon và dài. Mặt trước là hình ảnh của Nhật Luân Kiếm cùng với tên nhân vật sở hữu. Góc trên là tên dòng sản phẩm Replica. Góc bên dưới đựng được là tên series phim, logo của Tamashi và Bandai. Còn các mặt còn lại là hình ảnh của nhân vật chính và giới thiệu sản phẩm. Tiếp theo là sản phẩm chính lần này. Nhật Luân Kiếm là loại kiếm chuyên dụng của sát quỷ đội, được rèn từ loại quặng có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời, cũng chính là điểm yếu của loài quỷ. Chỉ cần chặt được đầu quỷ bằng thanh kiếm này thì con quỷ đó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngoài ra, nó còn thể chuyển đổi màu sắc tùy vào sức mạnh của chủ sở hữu. Ở sản phẩm lần này, thanh kiếm được thiết kế khá là chi tiết và sát với phim. Vì đây là dòng Replica nên sản phẩm được làm theo tỷ lệ 1:1 với nhiều chức năng cũng như âm thanh đa dạng. Đi kèm là hai đế dùng để dựng kiếm và không có bao kiếm. Tuy nhiên, giá trị của sản phẩm lại nằm ở thanh kiếm nên việc không có bao kiếm đi kèm cũng không mấy quan trọng. Đầu tiên là về phần âm thanh. Trên cán kiếm có hai nút nhấn dùng để kích hoạt âm, gồm nút A và B. Với nút A là tạo ra tiếng chém. Còn nút B là dùng để chuyển lời thoại. Lời thoại của nhân vật Kamado Tanjiro được chia làm 3 chế độ, bao gồm chế độ sát quỷ, chế độ cố lãnh đạo Tanjiro và chế độ sử dụng chiêu thức hơi thở của nước. Bằng cách gạt nút được giấu bên trong phần cán kiếm, chúng ta có thể thay đổi chế độ thoại tùy thích. Nếu các bạn ấn giữ nút A thì sẽ cho ra chế độ thứ 3. Đó là Tanjiro sẽ thi chuyển các chiêu thức hơi thở của nước. Với mỗi lần nhấn sẽ kích hoạt một thức theo thứ tự từ thức thứ nhất Thủy Diện Trảm đến thức thứ 10 Sinh Sinh Lưu Chuyển. Ngoài ra, nếu đang ở chế độ này, chúng ta có thể kích hoạt nút B để kết hợp cùng với các chiêu thức. Nút B lúc này bao gồm 3 âm thanh là tiếng la, hơi thở và phát hiện sợi chỉ sơ hở. Để kết hợp, ta chỉ cần kích hoạt trước chiêu thức bằng nút A, sau đó ấn nút B để kích hoạt một trong 3 âm thanh. Lúc này, âm của chiêu sẽ tự động ngắt để đọc âm thanh chèn vào, sau đó sẽ tiếp tục đọc hết chiêu thức vừa kích hoạt. Kế đó, nếu chúng ta giữ nút B thì sẽ cho ra nhạc mở đầu của phim. Dù đang ở bất kỳ chế độ nào, trong lúc phát nhạc, các bạn vẫn có thể kết hợp việc chơi với các thức cùng âm thanh chém hoặc hơi thở mà không hề bị gián đoạn nhạc. Tuy nhiên, vì lý do bản quyền nên nhóm mình xin phép không thực hiện. Thanh kiếm còn có thêm một chế độ nghỉ. Nếu chúng ta để quá lâu mà không chơi thì kiếm sẽ tự động tắt. Việc này giúp cho người chơi tiết kiệm được pin của sản phẩm. Để kích hoạt lại, chỉ cần nhấn giữ một nút bất kỳ là được. Vào tháng 1 năm 2021, Bandai đã cho ra mắt Nhật Luân Kiếm của viêm chủ Rengoku Kyojuro sau sự thành công rực rỡ của movie Thanh Gươm Diệt Quỷ Chiến Tàu Vô Tận, được công chiếu vào tháng 12 năm 2020. Hãy để bọn mình sơ lược một tí về vị trụ cột này nhé. Rengoku Kyojuro là một con người tốt bụng, nhiệt tình, luôn tự hào về khả năng kiếm thuật tự luyện cực kỳ chăm chỉ của mình. Đồng thời, anh cũng là con của cựu viêm trụ Rengoku Shinjuro. Anh được mẹ mình dạy rằng, điều quan trọng nhất của những người khi sinh ra đã mạnh là hãy sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ kẻ yếu. Cùng với phong thái chuẩn mực, luôn tuân thủ quy tắc lẫn đạo đức, anh đã trở thành một chiến binh đáng kính, đứng trong hàng ngũ các trụ cột hiện tại của sát quỷ đội với danh xưng viêm trụ. Khác với Nhật Luân Kiếm của Tanjiro, thanh của Kyojuro được bán dưới hình thức giới hạn nên có kèm theo một lớp bìa carton. Cơ bản, về phần hộp của Kyojuro được bố trí hình ảnh không khác mấy so với hộp trước đó, nhưng lại có phần dài hơn. Sở dĩ như thế
là vì sản phẩm bên trong cũng dài hơn nhiều so với thanh kiếm của Tanjiro. Đây là vũ khí của một trong những vị trụ cột, nên việc này là hoàn toàn dễ hiểu. Phiên bản kiếm của Kyojuro được khắc họa chi tiết giống với phim hơn so với thanh của Tanjiro. Từ việc tạo hình các ngọn lửa ở lưỡi kiếm, cho đến phần cán kiếm được thiết kế giống hệt như dây cuốn vào vậy. Điểm nhấn đặc biệt lần này nằm ở phần thứ ba, hay còn gọi là kiếm cách. Mang hình ảnh của một ngọn lửa đang rực cháy, thiết kế bám khá sát so với phim, đồng thời tạo nên sự mạnh mẽ cho thanh kiếm. Bên cạnh đó, trên thân kiếm còn được khắc 4 từ, ác quỷ diệt sát, là từ mà chỉ được khắc trên kiếm của trụ cột. Về cơ bản, cách chơi của sản phẩm này không khác mấy so với thanh Nhật Luân kiếm trước đó. Tất nhiên, lời thoại và số thoại sẽ thay đổi dựa vào người sở hữu. Kiếm của Kyojuro cũng gồm 3 chế độ, là chế độ sát quỷ, chế độ ngon lắm, với nửa số câu thoại là anh chàng này khen đồ ăn ngon. Nếu các bạn đã coi phim, hẳn sẽ biết đến những phân đoạn này. Và cuối cùng là chế độ thi triển hơi thở của lửa. Việc đổi chế độ thoại cũng được thực hiện bằng cách gạt lên xuống ở phần nút được giấu trong cán kiếm. Bấm giữ nút B sẽ cho ra bài nhạc chủ đề của movie Chuyến tàu vô tận, nhưng do vấn đề bản quyền nên nhóm chúng mình sẽ không thực hiện. Còn ở chế độ sử dụng hơi thở của lửa, mặc dù có 9 thức nhưng ở sản phẩm chỉ thể hiện 6 thức xuất hiện trong phim mà thôi, bao gồm bí kỹ của vị trụ cột này. Nhưng không như thanh kiếm của Tanjiro, ở chế độ hơi thở của lửa, phần âm kết hợp chỉ có mỗi tiếng la của Rengoku chứ không có âm nào khác cả. Tuy nhiên, phần thoại đặc biệt sẽ xuất hiện khi ta chơi chung với thức thứ 9. Để thực hiện, chỉ cần canh ngay thời điểm đọc Ogi, lập tức kích hoạt nút B sẽ cho ra được đoạn thoại của Kyojuro trong trận chiến với Akaza. Nhìn chung, sản phẩm Replica lần này đáp ứng được khá nhiều, đặc biệt là về phần thị giác cũng như thính giác. Từ việc tạo hình bắt mắt, bám sát phim, cho đến các lời thoại cũng như âm thanh các chiêu thức có thể được kết hợp đa dạng. Đây là một sản phẩm đáng để sưu tầm đối với những bạn là fan của dòng phim này, cũng như muốn cosplay để hóa thân vào những nhân vật một cách chân thật nhất. Tuy nhiên, vì vẫn mang hình dáng của một món vũ khí, nên các bạn tuyệt đối đừng mang ra ngoài nhiều để tránh các hệ quả đáng tiếc nhé. Phần âm thanh tuy đa dạng nhưng lại khá nhỏ để nghe rõ, đây cũng là một điểm đáng tiếc của sản phẩm. Thêm một điều nữa, phần lưỡi kiếm được làm bằng nhựa và rỗng bên trong, nên các bạn hãy cố gắng tránh va đập mạnh nhé. Vì về cơ bản, Replica chủ yếu vẫn chỉ là sản phẩm dùng để trưng bày mà thôi. Và đó là tất cả những gì mà nhóm muốn giới thiệu đến các bạn ở sản phẩm lần này. Các bạn đừng quên để lại một like cũng như subscribe cho nhóm chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.